Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Rikaki Gaming và đây là giải đấu đấu trường sinh tồn vòng loại Thái Nguyên ván đấu thứ 6 ở đảo Thiên Đường. Và trong ván đấu này thì các đội tuyển đã có một cái vòng bay không được tốt lắm và họ đang phải tụ tập ở gần khu vực thị trấn. Trong ván đấu này thì chúng ta có vừa rồi thì FLT Rimers là người đầu tiên bị hạ cục ở trong cái ván đấu này. Đây là Comunia của team số 4, họ đang nấp ở khu vực trung tâm và gần họ thì còn có cả sự góp mặt của team số 9 bao gồm Skin Cool, Huy Phương 23, và với cái vị trí nấp này thì họ sẽ sớm có một cái sự đụng độ với team số 9. Trong khi đó ở khu vực trung tâm của bản đồ đó là thị trấn vẫn đang cực kỳ nóng với team số 3 của các thành viên FLT Đăng Venus. Team này có FLT Đăng Venus, Rimers, Hưởng Cây và Doom, nhưng mà Rimers thì vừa đã bị hạ gục rồi. Trong khi đó thì team số 8 của Ngọc Đô La, ITB Bé Gạo 6H9 và Đức HTTH họ đang lăm le có một pha công nhà ở đây chăng? Đây là Ngọc Đô La, Ngọc Đô La đang ke súng vào cửa sổ của nhà team số 3. Họ có lẽ là họ đã biết là vị trí nấp của team số 3 ở đây rồi. Và với cái pha kê súng này thì khả năng là khi mà bất kỳ thành viên nào của team số 3 chạy qua cửa sổ thì ngay lập tức sẽ bị ăn đạn ngay. Vừa rồi là một pha bắn tốt, có lẽ là đến từ Đức HTTH và thành viên Đăng Venus. Anh ta còn rất ít máu, có thể thấy là cái tên của anh ta đang bị nhấp nháy ở đây. Liệu team số 8 sẽ có thực hiện một pha công nhà đối với FLT hay không? Vùng an toàn sẽ xuất hiện sau 40 giây nữa. Sau 40 giây nữa các đội tuyển có lẽ là sẽ thực hiện cái việc di chuyển của mình. Quyết định là sẽ công nhà rồi. Quyết định là sẽ có một pha công nhà. FLT Doom lại tiếp tục bị bắn. Đức HTH anh ta bắn rất hay ở trong ván này. Ngọc Đô La vào. Và đây là cuộc đối đầu giữa MP5 và M1014. Sử dụng M1014 không tốt đến từ Hưởng Cây. Hai pha bắn trượt bị nốc rồi. Đến từ đằng sau đó là một thành viên của team số 3, nhưng Đức HTTH và Bé Gạo đã kịp cover cho Ngọc Đô La và 6H9 rồi. Sẽ chỉ còn lại một mình một thành viên của team số 3 ở trên tầng thôi. Và team số 8 họ không có gì phải vội vàng cả. Một đội khác đang nấp ở thị trấn đó là team số 5 của Sasa Anh Gia 123 cùng với những đồng đội của mình. Có lẽ là họ cũng sẽ nghe thấy cái tiếng súng giao tranh giữa team số 3 và team số 8. Nhưng liệu họ sẽ có bắt đầu di chuyển để có thể tấn công không? Đây là FLT Tăng Venus, team anh ta sẽ chỉ còn một mình anh ta thôi. Và anh ta sẽ xử lý như thế nào trong pha này? Quyết định là sẽ nhảy lên mái nhà để có thể ẩn nấp. Team số 8 có lẽ là biết điều này, họ có lẽ biết điều này. Tại vì ngoài cái cửa sổ kia thì không có cái nơi nào mà có thể chạy xuống cả. Căn nhà này sẽ chỉ có một cầu thang lên và một cầu thang xuống thôi. Và ngoài cái việc mà nhảy mái nhà nấp thì tôi nghĩ rằng Đăng Venus anh ta cũng không có quá nhiều sự lựa chọn trong ván đấu này. Team số 5 đã bắt đầu di chuyển. Thành viên EMPO anh ta đã bắt đầu di chuyển vượt qua con đường giao lộ chính của khu vực thị trấn. Có lẽ là team số 5 họ đang tìm một vị trí tốt để có thể phục kích đối với team số 8. Nếu như đánh giá tình hình đúng thì họ sẽ có một cái pha công đối với team số 8 này. Trong khi đó thì team số 8 hiện tại có thể thấy thông qua thanh máu họ đã hồi phục lại khá đầy máu và lượng trang bị của họ cũng là khá tốt. Đây là ván đấu thứ 6, các đội tuyển họ có lý do để thi đấu một cách hổ báo và xông xáo bởi vì sau 5 ván đấu đầu tiên thì cái cục diện của bảng xếp hạng có lẽ là cũng đã thành hình rồi. Và đối với những cái đội mà họ đã không có cái thành tích tốt ở trong 5 ván trước thì những đến ván đấu này họ có lý do để thi đấu một ván đấu mang tính giải trí và cống hiến cho người xem nhiều hơn. Thường thì trong các cái giải đấu thì tôi thấy là thường đến ván thứ 4 hoặc ván thứ 5 khi mà cục diện của ván đấu đã ngã ngũ rồi thì các đội cũng sẽ có xu hướng thi đấu theo phong cách vui vẻ, cố gắng là biến một cái game sinh tồn trở thành một game bắn súng thuần túy. Vẫn là FT Đăng Venus với UMP AK và nắm đấm của mình, anh ta cũng chẳng có bình máu nữa, không có nhiều sự lựa chọn cho cái thanh niên Đăng Venus này. Và liệu anh ta sẽ có một pha xử lý như thế nào đây? Vẫn đang tiếp tục nấp ở trên mái nhà. Đội số 8 họ đã bỏ đi rồi. Họ dám họ sẽ bỏ đi.
Trong khi đó, trở lại với bản đồ chính, chúng ta đang có team số 11, đó chính là TTN, những người đang dẫn đầu tại giải đấu này. Họ đang rình rập ở khu vực rìa của thị trấn. TTN ở giải đấu này họ được đánh giá rất cao nhờ khả năng bắn rất tốt đến những thành viên như Tạm Biệt, như là Chip. Và ngoài ra thì cái việc mà cái cách họ di chuyển cũng cực kỳ thông minh. Trong khi đó team số 4 họ vẫn tiếp tục lưu lại trong khu vực trung tâm, trong khi thì team số 9 đã lùi ra xa và phiền xuống phía cực nam của bản đồ rồi. Đây là team số 12 của Sóc Xích, chỉ còn lại một mình anh ta sống sót thôi. Team đầu tiên chiến thắng ở trong game 1, đoàn online hiểu rồi, thì họ đang nấp ở trong một cái hầm. Team số 2 đang chạy rìa xuống phía khu vực thị trấn. Liệu họ có muốn đổ bộ khu vực thị trấn không? Đây là 108 ông bụt mũ 1 giáp 1 M4A1 cộng thêm với cả khẩu Spas 12. Lượng trang bị này có thể đánh giá là một lượng trang bị trung bình. Có lẽ là họ cũng không tìm được một cái khu quá dâu để đổ bộ xuống ở đầu ván đấu này. Vâng, trong lúc đấu giải thì các thanh niên vẫn còn tranh thủ kịp nhặt kẹo của cái sự kiện Halloween. Với sự kiện Halloween này thì kẹo nó sẽ xuất hiện ở trong rất là các cái ván đấu, trong tất cả các chế độ chơi. Người chơi thì có thể nhặt kẹo để đợi quy đổi ra được cái bộ bạch tuộc baby, trông khá là hay. Ok, lan man như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ chuyển lại với cả cái nội dung của cái ván đấu này. Đây là TBK cậu cơ. Anh ta vừa nhặt nhẹ một cái bình máu ở khu vực thị trấn. Đội số 2 này tôi đánh giá là khá là nghèo. Bọng WL có giáp 3 nhưng chỉ có trong tay AK và MP40 thôi. Và combo cũng khá ổn, có cầm đến hẳn 7 bình máu. Tôi nghĩ là có lẽ đội này từ đầu ván đầu đến giờ họ chủ yếu là nhặt bình máu thôi. Goose đã vừa có một pha hạ cục đối với Sóc Xích. Hiện tại chỉ còn 10 đội, team số 12 có Sóc Xích cũng đã bị hoàn toàn quét sạch rồi. Đây là 108 ông bụt. Anh ta sẽ làm gì trong căn nhà này đây? Đội số 2 đang bắt đầu ổn định vị trí và khả năng là họ sẽ đụng độ với team số 8. Team số 8 vẫn đang thi đấu hết sức hổ báo, họ lùng sục sau khi đã hạ gục được cái team FLT thì họ tiếp tục lùng sục và lút toàn bộ cái khu vực góc trên cùng bên trái của khu vực thị trấn. Trong khi đó team số 1 và team số 6 liệu họ có đụng độ nhau ở khu vực sân gôn hay không? Trở lại với team số 8, lúc này thì họ đã khá là giàu. Họ khá là giàu, ITB bé gạo, Đức HTTH, mũ 1 giáp 3, M4A1 và có cả M79 cầm ở trong tay đây rồi. Với M79 này thì công nhà sẽ là một điều rất đơn giản. Đã phát hiện ra một team chạy, đã phát hiện ra team số 2 và xác định là team số 2 chạy vào trong căn nhà đối diện. Ngay sau khi mà clear được team số 3 thì team số 8 họ đã quyết định gọi các hòm thính xanh của mình xuống. Và nếu như họ may mắn thì họ có thể sở hữu đến 2 khẩu M79, tổng là 6 viên đạn M79. Và với M79 thì công nhà không bao giờ là điều quá khó khăn. Đó, họ đang có 2 hòm thính xanh. 2 hòm thính xanh đặt 2 cái tường băng, đặt 2 tường băng để có thể che hoàn toàn, cover hoàn toàn việc họ đang rút thính xanh. Tôi nghĩ là họ có nhiều hơn 3 viên M70. Đức HTTH xây rất tốt vào cái cửa sổ của khu vực nhà của team số 2. Mũ 3 giáp 3 rất giàu. Đây là Đức HTTH, anh ta sẽ chọn một vị trí để bắn M79. Đội này họ có rất nhiều M79 trong tay. ITB bé gạo đã vừa bị bắn nốc rồi. Một pha bắn rất tốt đến HTTH gây sát thương trên diện rộng lên 3 người của team số 2. Anh ta bị sấy trả ngược sát thương, tuy nhiên là vẫn kịp để có thể nấp vào một vị trí và hồi máu. Đây là team số 2, họ đã bị kẹt ở đây rồi. Dùng tường băng để lấp tất cả các cửa sổ có thể. Nhưng vị trí của họ giờ đây thì như là cá nằm trong chậu rồi. Chạy đi đâu bây giờ khi mà địch ở bên ngoài có 2 khẩu MP70 liên tục giã vào trong nhà. Team số 8 họ sẽ quyết định công cái nhà này. TBK cậu cơ, nhưng cậu cơ bắn rất tốt đến từ TBK cậu cơ. Tuy nhiên thì cậu cơ đã bị hạ gục rồi. Đức HTTH chính là người đã có cái pha hạ gục đến 3 thành viên của team số 2. Như vậy là team số 8 ở ván đấu này họ cực kỳ xuất sắc, họ đã hạ được đến 8 mạng, clear 2 team ở trong ván đấu này rồi. Trong khi đó tôi có thể nhìn thấy team số 6 họ đã bắt đầu di chuyển vào, nhưng cái hướng di chuyển của họ sẽ bị UAV phát hiện. Team số 8 họ biết là UAV, họ biết
họ sẽ nhìn thấy trên bản đồ thấy bốn cái chấm đỏ ở hiện ở chỗ UAV và họ biết là có một team đang tiến vào khu vực thị trấn. Loot đồ một cách rất thoải mái, họ đang có một cái bữa liên hoan ở trên những cái hòm xác của đội team số 2. Đồ đạc có lẽ là cũng khá đủ rồi. Đây là DZDT, người bắn Groza rất tốt ở trong cái ván đấu thứ tư của trận đấu này. Team số 11 họ vẫn ở nguyên khu vực ở bên ngoài thị trấn và có lẽ là họ cũng không có nhiều lý do để phải cố gắng trong trận đấu này. Với số điểm đạt được sau 5 ván đấu thì TTN họ đã chắc một suất thi đấu ở vòng bán chuyên và điều họ nghĩ đến bây giờ không phải là cố gắng hạ được nhiều mạng mà họ đang thảnh thơi để nghĩ về cái vòng đấu tiếp theo. Vòng bán chuyên sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2018, quy tụ 48 đội đến từ 12 vòng loại tỉnh và mỗi tỉnh thì sẽ cử ra 4 đội tuyển đại diện, 4 đội đứng top ở trong các vòng loại tỉnh. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ có 8 đội bởi vì Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có 2 đợt thi đấu. Hà Nội là ngày 14 tháng 10 và ngày 25 tháng 11, còn Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 4 tháng 11 và ngày 18 tháng 11. Trở lại với diễn biến của trận đấu, đây là ES Good Boy, anh ta đang nấp ở trong một cái thùng dầu. Trong khi đó thì em hiểu rồi, đã vừa bị một thành viên của team số 6 bắn gục. Team số 6 họ đang nấp ở trong căn nhà này. Và team số 1, một thành viên team số 1 đó là hết mẹ tên thì đang cắm đầu chạy về phía khu vực bờ sông. Có lẽ team số 1 và team số 6 đã có một cái giao tranh không hề nhẹ ở đây. Team số 6 mất đi Goose, còn team số 1 thì chỉ còn lại một mình hết mẹ tên còn sống sót thôi. Team số 11 họ lại tiếp tục có ở trong vòng, có lẽ thần may mắn hôm nay đã đứng về phía của TTN rồi. Bây giờ họ có muốn không muốn thắng cũng không được. Tất cả những cái vòng từ vòng đó, từ cái vòng bo thứ tư luôn xuất hiện ở khu vực của đội TTN. Trở lại về khu vực bên kia sông, từ khu vực trung tâm thì team số 4 và team số 9. Team số 9 Skin Cool, anh ta phát hiện ra các thành viên của team số 4 và anh ta đang đeo một cái bụi cây. Nhưng di chuyển như thế này làm gì có cái bụi cây nào trong Free Fire nó lại có chân để nó chạy đi. Team số 4 trả ngược lại sát thương, tuy nhiên không gây ra được quá nhiều sát thương đối với cả thành viên Skin Cool team số 9. Có lẽ là team số 4 họ không có nòng ngắm, họ không có ống ngắm ở trong trường hợp này. Skin Cool cố gắng bắn dọa dẫm, nhưng mà team số 9 thì có lẽ là họ sẽ quyết định sử dụng cái cầu để vượt qua sông. Họ không muốn một đội nào canh ở trên cầu và gây ảnh hưởng đến quá trình sang sông của họ. Có tiếng xe, xe này có lẽ là xe bán tải. Hai thành viên của team số 10 họ đang lái xe chạy vòng quanh cái khu vực thị trấn này. Tôi có thể thấy là team số 10 có hai người đang di chuyển rất nhanh, đó là Mr. Hiếu 166 và Giết 1. Có lẽ là họ có xe ô tô. Đúng như tôi dự đoán, Mr. Hiếu 166 và Giết 1 họ mỗi người một cái xe xanh đang chạy vòng quanh khu vực này. Trong khi đó thì team số 11 họ vẫn rất điềm tĩnh. Lượng trang bị là quá tuyệt vời luôn. Mũ 2 giáp 2, một người thì mũ 3 giáp 3. Đây là Mr. Hiếu 166 quyết định đổ bộ vào và đã bắn gục thành công Good Boy, một pha cover rất tốt của Mr. Hiếu 166 và Phương Nổ. Đằng sau lưng họ là một thành viên ở team số 1, một pha hút rất tốt đến từ Giết 1, một hút rất tốt đến từ Giết 1 và hình như là Mr. Hiếu 166 là người bị hút thì phải. À không phải, đó là Albo đã là người bị hút bay đi trong pha vừa rồi. Đây là 1-2-3 Đức Quyền của team số 10. Họ vẫn đang cố gắng là chiếm một vị trí tốt. Tuy nhiên họ không hề biết rằng TTN là cái đội đang nấp ở trên tầng 2. Đây là thành viên team số 5, Hẹo Não. Hẹo nào 1-2-3. Tôi cứ tưởng thanh niên này là Hẹo Não, nhưng mà tên của thanh niên này là Hẹo Nào. ST Rú Lép, anh ta đang nấp ở trên một cái chòi canh. Đội của anh ta chỉ có một mình anh ta thôi. ST Crazy, The Gear và VR Bụi đã bị tiêu diệt rồi. Nhận thấy hẹo nào xuống. Nào, thế bây giờ thì ai sẽ hẹo nào? Rú Lép sấy rất tốt với MP40, có một pha headshot rất đẹp. Có một cái pha giao tranh dữ dội. Bây giờ thì team số 11 đó là TTN họ mới bắt đầu tham chiến vào trong ván đấu này. Skin Cool anh ta cố gắng uống máu nhưng mà cũng đã bị bắn gục rồi. DZDT thành viên cuối cùng của team số 9, Skin Cool và Huy Phương đang bị sấp ở đằng kia. Ô, anh ta làm gì vậy? Một cái pha xử lý rất khó hiểu đến từ DZDT, bắn MP79 nhưng mà người hạ gục hai thành viên của team số 9 không phải đứng ở đó.
team số 11 lúc này họ mới bắt đầu di chuyển. Có thể thấy là cái chiến thuật nó ảnh hưởng như thế nào đến cái lối chơi của các đội ở trong Free Fire. Những cái đội tuyển mà họ có kinh nghiệm, họ chọn thời điểm để bắt đầu di chuyển, họ lút đồ rất nhanh và tránh giao tranh để đạt được cái vị trí tốt nhất. Thì ZNT cũng đã bị hạ gục. Team số 11 họ hoàn toàn họ thi đấu trên cơ đối với tất cả các đội ở khu vực Thái Nguyên này. Bây giờ thì team số 11 đang di chuyển xuống cái phía chòi canh. Họ đã phát hiện ra Dú Lép ở dưới này rồi. Dú Lép có lẽ là sẽ chuẩn bị phải chịu một pha 1 cân 4. Người ta thường gọi đây là foursome đấy. Vâng, Dú Lép anh ta làm thế nào để có thể thoát khỏi cái pha này đây? Hổ là người chạy xuống đầu tiên, tiếp theo là TTN Anh Tưởng, Tạm Biệt và Chip. 4 thành viên của họ đang quay lấy Dú Lép. Chỉ còn lại một mình Dú Lép đối đầu với 4 người của team TTN thì sống thế nào đây? Chắc chắn top 1 một lần nữa lại về với team TTN. Và nếu như tôi không nhầm thì TTN sẽ có 3 ván đứng đầu ở vòng loại của khu vực Thái Nguyên này. Như vậy là ván đấu thứ 6 đã kết thúc một cách cực kỳ chóng vánh với phong cách thi đấu đầy cống hiến và đầy tính giải trí của tất cả các đội. Và đó là kết thúc của vòng loại khu vực Thái Nguyên. Chúng ta sẽ đến với vòng loại của khu vực Huế và Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 10 năm 2018 sắp tới. Nếu các bạn thấy những video của Rikaki hấp dẫn, đừng quên like, subscribe và chia sẻ những video của Rikaki Gaming nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.